nói Bitcoin tăng thì nó sẽ giảm thì có phải như vậy không? Thì Thạch cũng thấy là trong cái quá trình mà mình livestream stream ấy, hoặc là trong cái kênh của Thạch ấy thì uh, cũng có nhiều người nói rằng là à bây giờ lướt thì ai cũng thấy bullish thì uh, có phải là nhiều người nói thì mình không không nói không thực ra là 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 uh, các bạn phải có một cái chính kiến riêng chứ không phải là cái kiểu hên xui bạn cứ thấy nhiều người nói tăng thì bạn đánh giảm thì cũng 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 là vỡ alo đấy các bạn ạ Đấy thì uh, 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 có phải là thạch bảo thủ hay không mà view của thạch thì vẫn tăng. Nhưng mà uh, uh, thì sẽ nói các bạn là tại sao nhá. Trong cái uh, uh, đầu tư và giao dịch ấy, bạn càng loại đi được cái yếu tố cảm xúc thì càng tốt, không phải là mình chứng minh mình đúng. Uh, uh, đâu có đâu. Ví dụ như ờ uh, thầy cũng thấy bình thường khi mà mình mình mua full tiền ở vùng giá Bitcoin vùng 25.000 đúng không? Và giúp cho anh chị em trong nhóm vip của mình cũng vào được cái vùng giá đó và mọi người cũng thạch cũng nói rất là nhiều lần mà dùng những cái kiến thức phân tích của mình những những cái kiến thức ấy đấy kể vào những cái kinh nghiệm ấy của mình để mình mình nói là anh chị em làm sao anh chị em uh, uh, mua đi tại vì lúc đấy là thứ nhất là Bitcoin nó về những cái vùng hội tụ rất là đẹp nó cũng có giữa các cái dấu hiệu phân kỳ này tức là hội tụ rất là nhiều yếu tố các bạn nếu nó nó chỉ một cái thì mình có nói chuyện nhưng mà tất cả ví dụ như là tất cả cái chỉ chỉ báo tất cả cái chỉ số nó đều cho một cái xu hướng tăng dấu hiệu phân kỳ dấu hiệu đảo chiều vân vân dấu hiệu dòng tiền vào và thứ hai nếu mà phân tích về về cơ bản đấy thì là lúc biden gặp phút thì các bạn thường là phút như thế là cái dấu hiệu gom hàng các bạn nhớ câu câu chuyện là ngày 10 tháng 4 đúng không? Cũng là gặp phút là thứ nhất là các cái ngân hàng uh, Bank Group tức là, là sập đúng không? Hay là các cái ngân hàng uh, là sập này rồi mất pek mất piếc này nhiều người không dám mua ở Bitcoin ở vùng giá 19 20 chẳng hạn, kiểu kiểu đấy. Thì uh, không phải là số đông bao giờ cũng sai không phải số ít bao giờ cũng đúng chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc giao dịch từ hiện giờ thì đây là các bạn sẽ nhìn là bitcoin đang đi theo một cái mô hình gọi là mô hình vai đầu vai mà đúng target của mô hình vai đầu vai thì bitcoin nó sẽ lên cái vùng giá là 42k8 thì nó cũng trùng với cái 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 vùng fibonacci từ cái mức là 60 768.000 uh, năm 2001 uh, và đến cái vùng đáy thấp nhất là 15 KX này. Thì khi mà nó hồi lên ấy nó sẽ hồi lên cái vùng Fibo Nancy 0.23 này ở vùng 28.000, 0.382 vùng 36.000 và 0.5 là 42.000 và 0.6 5 uh, 0.618 là vùng ở 48 50 000 nó giống như kịch bản của năm 2019. Đấy và hiện giờ thì nghĩ rằng là khi mà Bitcoin đã vượt lên được cái vùng 28.000 thì thì nó chỉ còn một cái đường tới nữa là 36.000 thôi các bạn. Đó nên là view của Thạch thì Bitcoin nó sẽ chạm đến khoảng tầm 35 36 cộng trừ rồi tính sau. Còn nếu mà đây thì đây là một cái đường kinh giá các bạn này Bitcoin đang đi theo cái sóng 5 Sóng 1 đây, sóng 2 đây, sóng 3 đây, sóng 4 đây và sóng 5 Đấy thì nó cũng cho thấy rằng À Bitcoin nó sẽ có thể là lên cái vùng 3 năm cộng trừ Đấy và ở đây nếu mà Đây là cái vùng không thời gian thạch sử dụng Nó không thời gian 4 giờ thôi Thì hiện giờ ấy mấy ngày vừa qua ấy Cũng đến hơn tuần đấy các bạn Bitcoin nó đang đi trong một cái Một cái kinh giá Một cái gọi là cái hộp màu trắng này này đấy còn cái đường tam giác là tam giác cân này thì bitcoin đã phá qua và nó đang retest nếu mà trong một vài ngày tới bitcoin vẫn giữ được ở trên vùng giá là 30 k 7 và 31 mươi k 3 thì bitcoin nó sẽ đi theo mấy mô hình cờ này các bạn này và target của mô hình cờ nó cũng là 36 trùng với cả mức fibonacci 0.382 ok thế à, thì các bạn cũng phải có một cái chính kiến riêng và có một cái kiến thức và có một kinh nghiệm không phải số đông bao giờ cũng đúng không phải số đông bao giờ cũng sai và không phải số ít bao giờ cũng thắng đấy các bạn và chúng ta phải có một cái nguyên tắc của mình chứ không phải là mình 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 mình, mình uh, uh, mình mình cố sống câu chết thì mình bảo vệ quan điểm đâu Không có đâu bạn chúng ta trong quá trình phân tích và chúng ta dự báo thì nó có đúng có sai nhưng mà cái xác suất hướng nào nó xảy ra nhiều hơn mà thôi ok nếu các bạn chưa đăng ký uh, kênh của, uh, của thạch thì nhớ đăng ký nhá thạch có ba kênh một là kênh thạch ruby finance thì chuyên phân tích về bitcoin về tình hình chung uh, một kênh nữa là thạch ruby on thì chuyên phân tích về eth và các on khác uh, một kênh thì chuyên về phân tích kỹ thuật là phân tích kỹ thuật thạch ruby thì bạn nhớ đăng ký cả ba kênh của thạch nhé